Sáng mà được đúng rồi, em có hai cái là thứ sáng nhé, thứ 20 còn cái kia chưa 10, bù qua bù lại là chỉ thứ 10 còn kém thì đủ chị. Hello cả nhà, mấy chị vào lại cho em mấy chị nha. Rồi mấy chị đang xem live gì vào lại cho mấy chị nha. Hello hello cả nhà mấy chị. Rồi tiếp tục chiến nè mấy chị ơi. Chị đang xem live chấm bài vậy, thả tim thả like cho em nghe nha. Rồi mình tiếp tục lên luôn mấy chị nha. Live từ đã đến chiều luôn mấy chị nha. Rồi ok cả nhà vào xem live chấm bài, thả tim thả like cho em nghe mấy chị. Rồi em chào cả nhà nha. Rồi mỗi chị Trâm xin lúc chia sẻ like với mấy chị. Tiếp tục lên hàng sale, hàng đồ lạnh sale tiếp tục nha, chị khách hàng sale nốt cả nhà. Rồi em lên hàng mới cho cả nhà luôn nha. Ok chị lạnh, chị ở ngoài em, bên em ở ngoài em lạnh. Cả nhà thả ba thả tim cho mấy chị nha, mỗi chị Trâm xin lúc chia sẻ live với. À, tiếp tục live mấy chị nha, em live từ đây đến chiều cho cả nhà luôn. Rồi em còn một ít đồ lạnh với lại em sẽ lên hàng mới luôn mấy chị nha, lên đồ lạnh đồ mới luôn. Rồi mấy chị nào thấy em mấy chị chào em mấy chị nha. Chào mấy chị yêu mày, chị nào thấy em mấy chị chấm chấm bài cho em mấy chị nha. Rồi cho em xin nút like cả nhà nha. Cả nhà thấy em mấy chị chấm bài like cho em mấy chị nha. Đó, thả tim thả like cho mấy chị yêu nha. À, ok, chào tất cả chị yêu đang xem like. Thả tim thả like mấy chị. Ủa hồi nãy chị là cái gì ta? Ờ, cam 34 ký Lâm Hiền. Hot xanh 90.000 45 ký là cái gì ta? Cái like của chị. Cam 34 ký là bộ cam thun lạnh đúng không? Cam thun lạnh 34 ký. Ờ hot xanh 90.000 45 ký. Cái hot xanh này ta. 90.000 45 ký. Mình còn cái màu xanh nào này, chị có like hot xanh nào nghe. Có mình có like gì không ta? Không có nữa. Cam 34 kg. À cái hàng áo khoác mà mẹ mình còn cái gì không? Có thun của mẹ còn không? Cái này là cái gì? Rồi bắt đầu em lên hàng mấy chị nha. Rồi em lên tiếp đồ lạnh với lại lên em lên sẽ lên đồ mới cả nhà, đồ lạnh đồ mới xem kỹ luôn, like hàng thật cẩm luôn mấy chị nha, lộn xộn các kiểu cho mấy chị luôn ha. Rồi em lên bộ đỏ rất là mệt thường nha, 90.000 luôn, đồ lạnh đang sale giá rẻ, đồ lạnh hàng đẹp hàng xịn mà sale giá rẻ quá trời luôn.
hai màu đỏ nha cả nhà, màu đỏ nha. Rồi em lên nhanh nè, đỏ cho em nghe, tầm đây tầm 30 ký size cho em nha, màu đỏ này. 20 ký, 30 ký size màu đỏ cho chị. Thả tim thả like chú chị nha. Chị đang xem live chấm bài giùm em với. 20 ký, 30 ký size màu đỏ cho em nha. Rồi em tặng nút cả nhà là bộ đây là hàng khung da cá, hàng khung, hàng gọi là hàng khung da cá tàu. Bình thường em like bộ đây là 160, nhưng mà giờ em like với chị là giá 90.000 thôi. 160 sẽ ra là 90.000 nha. Màu đỏ tầm từ 20 ký tới 30 ký size màu đỏ này. Cái form này dễ mặc, các bé gái bé trai thì mấy chị mặc được hết. Bé gái bé trai mặc được hết cho mấy chị nha. Rồi, lên màu đỏ cho em nghe chị chút đỏ. Tầm từ 20 ký tới 30 ký size cho mấy chị, 20 ký tới 30 ký size cho em nha. Rồi giá sale cả nhà luôn là giá là bao nhiêu quá không? 90.000. Đồ lạnh em bán cái gì là 90.000 nha. Gom áo khoác của mẹ chị 59.000 chị lên luôn ha. Áo khoác đi thì em không có hàng chị nha, chị Bích Vân. Áo khoác đi thì bên em không có hàng đó. Trời lên nha, một đây một một vàng màu đỏ tầm từ 20 ký nhé cho tới là 30 ký màu đỏ này, hàng khung da cá cho em nghe nha, vải đẹp lắm chị, chắc hàng đẹp luôn là xịn luôn. Rồi em xem mũi là có giá là có 90.000 ha. Trời 90.000 cho màu đỏ mà 32 ký ở size đỏ là 90.000 cho em nha. Màu đỏ cho mấy chị, màu đỏ cho em nghe có 90.000 màu đỏ. Rồi em lên tiếp màu đây màu xanh. Rồi chế chút màu xanh nha, màu xanh cho em nghe, xanh này đấy, xanh á. 100 cái bé mình còn tụi có màu xanh cho em nha nè. Rồi áo khoác 59 nha, khoác này có của mẹ nha mấy chị, khoác này 59 nha, khoác này của mẹ 59 k nha. Rồi đây mặc khoác xanh nè, đẹp quá, màu xanh 59 nha, khoác này khoác mẹ cho em nha, đó đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi 59 nha, khoác màu xanh của mẹ nha. Rồi 59 nha áo cho em nha, áo khoác của mẹ là 59 nha áo mấy chị nha, mà đẹp lắm giùm em màu xanh này. Rồi đây mặc khoác xanh 59 nha, tầm 40 ký nha. Cho tới là 58 nhé, 40 ký tới 58 cái size cho em nha. Rồi là màu xanh cả nhà, khóc màu xanh của mẹ nè. Rồi 59.000 khóc xanh nha. Dạ 59.000 màu xanh cho em nha. Rồi cái này comment em có màu đỏ nha, màu đỏ cho em nha, 59.000. Rồi là mã khóc đỏ, màu đỏ cho em nha, 59.000 nha. Tầm 40 ký cho tới là 40 ký 58 cái size nha, màu đỏ. Rồi 59k với chị nha, màu đỏ cho em nha, 59.000 cho em nha. Tầm 40 ký tới 58 cái khóc đỏ của mẹ luôn. Rồi 59.000 áo luôn, sale nó cả nhà luôn, quá đẹp luôn. Đẹp lắm, hàng vải đẹp lắm. Mấy chị mà nhận mặc những cái dòng nó mặc sướng cực kỳ luôn á. Vải đẹp, chắc đẹp cho cả nhà luôn. Trời, này có túi cho em nha, vải đẹp lắm cả nhà. Trời, nó màu đỏ cả nha, màu đỏ cho em nha. Rồi sale nó cả nhà là 59.000, khó cục mẹ tầm 40 ký cho tới là 58 cái form hàng nó, mấy chị mặc tới đâu sẽ ôm tới đó cho nha, vải đẹp lắm. Trời, nhẹ nhàng với vải là stone nhẹ nhàng ha, màu đỏ đô. Màu đỏ đô nha. Rồi em có màu rêu này, có màu rêu dạ 59 nha, áo khoác của mẹ 59 nha. Rồi em có màu xanh rêu này cả nhà, màu xanh rêu với chị, màu xanh rêu cho mấy chị. Rồi 59.000 cho em nha, tầm 40 ký nha, cho tới là 58 với màu xanh rêu này. Cho nên màu xanh rêu với chị, màu xanh rêu cho em nha, vải đẹp chất đẹp, vải đẹp chất đẹp với chị nha. Đấy, rồi là màu xanh rêu với chị. Rồi sale nó cả nhà là giá 59.000, vải đẹp kỳ luôn, tầm 40 ký nha, là cho tới là 58 mới sai. Rồi là màu xanh rêu cả nhà, tại dòng chữ theo nha. Màu xanh rêu cho mấy chị, màu xanh rêu này. Đó, rồi là màu xanh rêu với chị, màu xanh rêu cho em. Rồi 59.000 một áo khoác á, màu xanh rêu. Rồi em có thêm màu đen á, màu đen cho em nghe. Đấy. Em sẽ tin nhắn cho em rồi. Tất tin nhắn rồi nó luôn nhỉ. Nó xinh chưa? Rồi em có màu đen á, chị chút màu đen cho em nghe này. Màu xanh đen, mà nó màu xanh đen. Rồi khoác này có thêm màu xanh đen cả nhà, 59.000, màu xanh đen cho em nha, tầm 40 ký nha. Cho tới là 58 cái size màu xanh đen nè, ôm màu xanh đen. Rồi 59.000 áo khoác chấp nhận màu xanh đen cho em nha, vải đẹp lắm. Tại đây vải đẹp á chị, mặc thích cực kỳ luôn á. Rồi là màu xanh đen chị, đầu 59.000 áo khoác tầm từ 40 ký tới 58 cái màu xanh đen nè, vải cực kỳ xinh luôn. Hàng em về thật sự là đẹp lắm, khách em mê lắm. Rồi là màu xanh đen với chị, màu xanh đen nha, tầm từ 40 ký cho tới là 58 cái màu xanh đen, vải đẹp chất đẹp cho cả nhà luôn á. Rồi em đang có màu nâu này, trong màu nâu cũng đẹp lắm, nâu. Dạ 59.000 áo khoác cho em chị, vải đẹp lắm. Rồi em có xem tâm màu nâu. Rồi chơi chút mà nâu mấy chị, ai khoác nâu cho em nghe này. Đấy nâu, em mới thả tim mình chị đi, mắm mà thả tim đi. Rồi là màu nâu cả nhà, nâu nha, tầm 40 ký tới 58 mới size. Rồi là màu nâu chị, nâu 40 ký tới 58 mới size cho em nha. Rồi là mã khoác nâu này cả nhà, mã khoác nâu cho em nghe chị, khoác nâu tầm 40 ký 58 mới size cho em, mã khoác nâu cho em nha. Vải cực kỳ đẹp cả nhà, này thích lắm cái màu nâu, nó rất là tay. Cái màu nâu này rất là tay nha mấy chị, nâu này nâu tay lắm, bao đẹp cho em nghe. Rồi là mã nâu cho em nghe, chị giúp mã khoác nâu nha, tầm 40 ký tới 58 cái cho em á, này phong của mẹ, khoác này khoác của mẹ mấy chị, mặc thích lắm, vải nó mềm ha, mặc lên như không mặc vậy mấy chị, mặc thoải mái mấy chị, xinh lắm luôn á. Rồi là mã khoác nâu chị nha, mã khoác nâu cho em nghe.
Rồi tiếp tục em lên đồ của mẹ bé luôn. Mẹ bé cả nhà luôn ha. Ok. Rồi tiếp tục mấy chị nha. Có em mặc có bán không? Dạ hết không chị, mỗi em mặc hết rồi. Rồi em còn đây này. Em còn một cái màu áo màu hồng này, kiểu áo này áo hàng chất nỉ nhá, giống cái màu em đang mặc nhưng cái phông khác hơn xíu nha. Rồi có đây màu hồng này tặng nốt cả nhà luôn là giá như ta hồng. Màu hồng này tặng nốt cả nhà là giá như ta 70.000 à, hồng đi 70.000, áo hồng là 70.000 nha. Rồi áo hồng ACB này 70.000, hàng chất nỉ trong nghe ấm lắm, cái phông này phông giống cái phông em cũng đang mặc á, cũng tầm từ 40kg tới là 60kg thoải mái nhá. Nó phông rộng to, cái này phông rộng to. Rồi áo hồng này 60 à, này trên tay như ta 70.000. Rồi áo hồng này 70.000 có mũ cho em nha. Rồi ấm lắm cả nhà, áo hồng 70.000 nha. Rồi lên áo hồng em còn một cái luôn, cái phông đó, cái phông nó cũng giống cái phông của em á tương tự. Rồi 70.000 nha. Áo hồng cho em nha 70.000. Rồi em lên bà sữa. Bà sữa cho em nha, tầm 10kg tới là 23kg. Không có chị, em không có hàng. Áo hút đi bên em không có hàng. Rồi em lên một bà sữa 10kg tới 24kg sao mà bà sữa nhé. Bà sữa này 10 đến 24kg sao mà bà sữa nha. Rồi cái này là hàng Thương Cô Tâm chính phẩm nha, 10kg tới 24kg sao bà sữa. Bà sữa cho em nha, 10 đến 24kg sao mà bà sữa nha. Rồi xinh lắm, đây hàng Thương Cô Tâm chính phẩm nha. Rồi xa nhí và xa đại cho em nha, xa nhí thôi. Rồi 90.000, hàng Thương Cô Tâm chính phẩm nha. Rồi 90.000, tầm 10kg tới là 24kg sao nha. Rồi 10 đến 24kg sao mấy chị nha. Rồi bà sữa mấy chị nha, ok chị Đào Quỳnh, 10kg tới 24kg sao bà sữa cho em nha. 10kg tới 24kg size nha, mã bà sữa cho mấy chị. Mã bà sữa cho em nha, 10kg tới 24kg size bà sữa. Rồi bộ đây là giá là 90.000 một bộ nha, hàng Thun Cô Tông chính phẩm cho em nha. Vải đẹp lắm, 90.000 một set nha, bà sữa. Bà sữa cho em nha, 90.000. 10kg nha, ra tới là 24kg, từ số 1 tới số 8 chị nha. Rồi bà sữa cho em nha. Xem với cả nhà là giá 90.000 một bộ nha, bà sữa 90.000 cho em nha, bà sữa. Em ơi, đây hết rồi, có không quen là quen mặt hết thôi. Rồi em là màu xám này. Không qua mẹ rồi lấy hàng khác chị. Đèn đồ lạnh nó sắp không qua thì qua một khác. Lên hàng, trăm hàng chị. Rồi để cho nó nhiều. Rồi em là màu xám nha. Rồi chị là chút màu xám cho em nghe 10kg nha. Cho tới là 24kg size màu xám này. Màu xám này hàng Thun Cô Tâm chính phẩm nha. Đưa bộ vàng, màu vàng hồi nãy xích trên váy á. Thùng váy đưa. Rồi em là màu xám 10kg nha. Tới 24kg màu xám cho em mắt xám là 90.000 hàng Thun Cô Tâm chính phẩm nha. Rồi cái này là hàng Thun Cô Tâm chính phẩm cho em nha. Vải đẹp lắm. Màu xám này vải đẹp nè. Rồi cái này có biết chai nha, tầm 10kg tới 24kg size. Cái hàng này hàng size nhí cho em nha, 10 đến 24kg size rồi 90.000. Thun này chắc mặt đẹp mấy chị, hàng thun lạnh. Rồi hàng Thun Cô Tâm. Vải đẹp cho em nha, chắc đẹp và chắc mát luôn á. Rồi lên nha màu đây nha mấy chị, màu đây cho em nghe nè. Rồi lên màu xám cho em nha, màu xám. Xám nai tầm 10kg tới 24kg xám nai nha, rồi 90.000 Thun Cô Tâm chính phẩm. Xám nai 90.000 nha cả nhà. Rồi lên bộ nai sáng cho nghe 90.000. Rồi lên tiếp mẫu đây em màu cam này. Màu cam gì em nghe, vải xịn sò. 10kg nha màu cam này, 10kg cho tới là 40kg size nha. Mickey màu cam cho em nghe 10kg 40kg size nha. Mickey màu cam cho em nghe, trời đẹp quá. Này khung này cả nhà. Đây là hàng Thun Cô Tâm mấy chị nha, của hàng hãng Ken Kit á, vải đẹp lắm, tầm 15kg cho tới là 40kg nha. 15kg tới 40kg có size cho em nha, rồi 90-100. Cái này 15kg cho tới là 35kg cho em nha. 15-35 rồi cái bộ đây là size nhí, size đại hơn 80-90 nha. Rồi là màu cam là giá 80-90 cho em nha, bộ cam nha. Cam là giá 80-90, size tầm bé 15kg tới 38kg, 15-38kg. Dễ thương lắm chị, hàng Thun Cô Tâm chính phẩm nha, cam. Rồi em chào chị Viên Kim Huỳnh. Rồi là một bikini màu cam, bộ sắc nách ba lỗ cho em nha, khung này Thun Cô Tâm chính phẩm. Rồi tầm 15kg 38 ấy nhá. 15kg 38 với em ha. Rồi 80-90 nha chị. Màu cam 80-90 nha cả nhà. Màu cam này vải đẹp lắm. 80-90 nha cả nhà. Rồi màu cam cho em nghe, khung này Thun Cô Tâm chính phẩm. 80-90 cho em nghe. Có con mẹ màu nâu 58kg em chốt gì à? Trần Ngọc Thiên. Chị Trần Ngọc Thiên lên số điện thoại cho em nghe chốt nha. Có con nâu của mẹ ok chị. Trời lên màu cam vậy chút mã cam nha. Cam nó đẹp lắm. Phóc nâu em chốt chị Ngân Học Thiên nè. Dễ thương lắm chị. Rồi em lên tiếp mẫu cho cả nhà là bộ bếp men nè. Chị Ngọc Thiên chốt hàng kìm nó xuống khỏi cho em nha. Có 59.000 mấy chị chốt hàng kìm nó xuống khỏi cho em ha.
Rồi màu xám nha, bếp men này, bếp men màu xám nha. Bếp men màu xám cho em nha. Size tầm 10 kg, 30 kg nha. Bếp men màu xám là 10 đến 30 kg size bếp men màu xám này. Size nhí và size đại cho em nha. Ủa hàng full cotton chị ơi, hàng này hàng full cotton nha. Tầm 10 kg nha, cho tối là 30 kg nha, bếp men màu xám này. Cái bộ màu vàng hồi nãy bên gái thôi. Bộ vàng hồi nãy là thật quần váy. Rồi nó màu xám bếp men nha, bếp men màu xám này, đây là hàng full cotton nha. Ông chị chưa có số điện thoại chưa chốt được đâu, chị đã có số điện thoại điện trước. Trời nó màu xám đó chị, bếp men xám tầm 10 cái nhà hàng khung cô tâm 10 đến 30 chị biết sao nha, xa nhí và xa đại. Rồi xa nhí 90 và xa đại 100 nha, nhí 90 và đại 100 nha, bãi đẹp lắm, khung này khung cô tâm xịn luôn á. Rồi khung này khung cô tâm đẹp luôn cả nhà nha, khẩu trang của bé là 11 cái hàng thôi. Rồi nó một bếp men chị, mã bếp men nha, xa nhí và xa đại. Rồi tầm 10 cái tầm 3 cho chị biết sao nha, 10 đến 3 cho chị biết sao cho nha. Rồi mã bếp men nha, nhí và đại nha, 90 với 100, bộ đẹp quá à. Khung này khung cô tông chính phẩm mấy chị nha, nhí và đại cho nha, 90 với 100 nha. Rồi lên mặt bếp men cho nha, 10 kg nha, cho tới là 30 kg size bếp men. Rồi 10 đến 30 kg size bếp men với mặt bếp men. Rồi mẫu đây có tầm 10 kg, nó tới là 33 kg size này. Rồi bộ dâu, bộ dâu đẹp nè, bộ dâu đẹp nè, hàng không có tông chính phẩm nha. Rồi 10 kg, 33 kg size bộ dâu nha, dâu vàng này, bộ dâu vàng nha, dâu vàng trong nha, xinh lắm, bả dâu vàng. Rồi size nhí 80, size đại 90 nha, dâu vàng xinh lắm. Cái là kiểu là quần chị nhắc, cái là quần cho em nghe nè, mà mặc giống cái quần váy cả nhà, quần ống rộng á, quần đùi ống rộng cho em nha. Rồi quần này có túi cho em nghe hết, màu vàng, tầm 10 kg, tới 33 kg size bộ xinh lắm, màu vàng. Màu vàng phía bé gái cho nha. Rồi hàng khung cô tâm chính phẩm 80 với 90 nha. Đây phía sau này cả nhà, phía sau này đó xinh lắm, phía sau in dòng chữ cho em nha, phía sau in chữ cho em nha. Rồi cái này tầm 33 kg size nha, tầm 10 đến 33 kg size cho em nha, màu vàng này đó xinh lắm. Comment mã dâu cả nhà, dâu vàng cho em nha, size nhí 80 còn size đại 90 nha, phải đẹp phải tốt của cả nhà luôn á, xịn sò luôn này, phải đẹp phải tốt. Hàng khung này khung cô tông cơ giản hết. Rồi lên bộ vàng thì chất bảo vàng cho em nha, 80 90, size nhí và size đại. Em có hai size nhí và đại cho em nha, bộ vàng xinh lắm luôn. Rồi em lên bộ hồng này, chị chất bảo hồng cho em nha, hồng đây, bộ hồng này xinh lắm, cái hồng này hồng. Hồng là cái đầm cho em nha, hồi ôi hồng là cái đầm size đại cả nhà, đầm đẹp quá ha, cái đầm hồng cho em nha, tầm từ 35 kg size nha, 35-36 cái size này. Rồi lên mã đầm hồng cho chị, đầm hồng cho em xinh lắm, đầm hồng từ 22 kg tới 35 kg nhé. Ủa cái này 22 đến 35 kg sang cái đầm này hả, 85.000 nha, 22 đến 35 kg. Rồi cái đầm hồng này xinh lắm, cái hàng này chắc thật đẹp lắm á, để phong phong đẹp nè. Rồi 80 85.000 một cái đầm hồng với chị, đầm hồng nè 85.000 cho em nha. Rồi cái này tầm 35 kg về đầu cho em nha, vải xinh lắm nè, 22 kg 35 kg nhé. Rồi lên mã này ha, đầm hồng cho em nha, 25 kg 35 kg mã đầm hồng. Rồi cái đầm này xem nó cả nhà là giá 80.000 nha, rồi 85.000 á. Đầm hồng này 85k vậy mà, phải tốt lắm cả nhà. 85k mấy chị nha. Rồi lên mã đầm hồng cho em nha, 85.000, tầm từ 22 kg cho tới là 35 kg nha, đầm hồng 85. Rồi chốt cho bạn đầm hồng cho em nha, 85 nha, đầm hồng. Xuất hàng có mẹ em á, lấy xuất hàng chị lo cho. Còn xuất hàng chị ơi, xuất hàng để em lo cho. Chị Ngọc Thiên. Rồi ok chị, chốt Ngọc Thiên có đơn. Áo khoác. Rồi em là một ổ trắng nhá, một trắng này. Ồ phong này phong crop top, hàng sở thao của bé nhá, hàng thương hiệu MB, là hàng phong cô tông chính phẩm, hàng xịn luôn á. 10 kg tới là 40 kg nha, em còn lấy size. Rồi 101 120 nha, nhí 101 đại 120. Nhí 101 đại 120 mấy chị ạ. Rồi là màu xanh này, tiếp màu xanh cả nhà, màu xanh nha. Hàng thương hiệu MB 101 120. 10 kg tới 40 kg size nha, màu xanh, màu trắng trắng, set màu trắng nhá. 101 120 giùm em chị nhanh tay mở đây cho em nha. Rồi hàng thu xịn cả nhà, mãi đẹp lắm, chắc đẹp cực kỳ luôn. 10 kg tới là 40 kg size, em còn lễ size nha. Rồi là màu trắng nhá, set trắng nha, 10 đến 40 kg size nha, màu trắng cho em nha. Ở xuất hàng này chị ơi, xuất hàng này. Rồi em là màu xanh, đây em là màu xanh nha, đây hàng xuất hàng cho em nha này. Ủa đẹp quá luôn ạ, bếp men tầm từ 24 kg size nha, bếp men là 17 kg nhá, tới 24 kg, 16 kg tới 24 kg nhá. Rồi cái này em có size nhỏ. Rồi lên một bếp men màu xanh nha, tầm 17 kg tới 24 kg bếp men cho em nha, size nhỏ là giá 65.000 nha. Hàng này hàng xuất hàng cho em nha, vải đẹp lắm.
Rồi, lên màu xanh, cả nhà màu xanh lên vest men xanh tầm 16kg cho tới là 23kg nhé. 23-24kg lại thôi, 16kg tới 24kg size cho nha. Rồi lên một vest men này, mã vest men giúp 3 chị một vest men này, 16kg tới 24kg hàng xuất hàng nha. Mỗi đây là 65.000, xin nhớ là 65k men một set cho em. Cái vải này hàng không cô tông tốt cho em mấy chị nha. Rồi cái này mặc tắm hút mồ hôi vải tốt lắm. Rồi lên màu đây comment là màu xanh, vest men màu xanh nha, vest men màu xanh cho em nha, màu xanh. Rồi em lên bộ đây con gấu này, tầm từ 38 cái size nha, bộ gấu xám này, tầm từ 10kg tới 38 cái gấu xám. Bộ gấu xám cho em nha, tầm 10kg tới 38 cái bộ gấu xám này cả nhà, mã gấu xám nha, vải đẹp cực kỳ luôn á, gấu xám 10 đến 38 cái size. Rồi size nhí của em là 55.000 á, size nhỏ là 65, còn size đại là 75k nha. Comment mã gấu xám là xuất hàng vải đẹp lắm chị. Mặc mấy cái dòng đây là mấy chị là bé mình hay ra mồ hôi á, là mấy chị chọn những cái hàng xuất hàng này, bé mình mặc nó thoải mái nha, rồi thấm hút mồ hôi đó mấy chị nha, và nó cực kỳ tốt luôn, bao chị mới đẹp mấy chị thoải mái nha. Rồi chắc là hàng thun cô tông mấy chị nha, thun cô tông xuất cho em nha, màu xám tầm 10kg cho tới là 38 cái size, 10 đến 38 cái size nha, chị chúc là xám cho em nha, xuất hàng nha, 55, 65, 75 ngàn, 3 size, size nhí, size đại và size cồ nha cả nhà, em có 3 size, nhí đại cồ nha, mã gấu xám, mã gấu xám nha, chị gấu xám cho em nha, 55, 65, 75, gấu xám. Rồi à, đỏ 27kg, đỏ là cái gì ta? Đỏ là cái màu gì đó? Rồi à, màu đỏ 27kg, màu già tay em. Màu đỏ hồi nãy tầm 90.000 nữa. Rồi, lên nhanh màu đây cho em nha, là màu đây. Bóc cái này ngoài đi, bóc cái này ngoài đi. Rồi, là màu gấu xám, chị chúc bạn gấu xám nha, gấu xám cho em nha. Rồi, em lên màu đây của bé gái nè, bé gái nha mấy chị, một bé gái rồi nè. Màu tím bé gái, màu tím là tầm từ 10kg tới là 38kg, màu tím là xuất hàng bé gái luôn, 55, 65, 75 nha, em có 3 size, size nhí, size đại và size cổ ha, nhí, nhỏ và đại cho em, màu tím nè. Đây là màu tím là xuất hàng tầm 10kg cho tới là 38kg cho em nha, màu tím nè, 10 đến 38kg size màu tím nha. Đây là chất mặt tím nha, đây em có size tầm 10 đến 38kg màu tím cho em nha, phải đẹp và tốt rồi cả nhà luôn á, xuất hàng cho em mắt, nhí là tầm 10kg tới là 16kg, giờ size nhí là 55.000. Size nhỏ là tầm 17kg cho tới là 24kg size nhỏ. Size đại từ 25kg cho tới là 38kg là size đại. Rồi 55, 65, 75k là 3 size cả nhà. Nhí đại quá, nhí size nhỏ, size đại. Rồi là màu tím 40kg không có size chị. Cái dòng xuất hàng mà maximum nhất là 38kg quay đầu nha. Rồi size lớn nhất là có 38kg đổi lại cho chị nha. Rồi là màu đây comment màu tím nha, 10kg 38kg size màu tím cho em nha. Rồi là màu tím cả nhà, 10 đến 38kg size màu tím nha. Màu tím cho em nha, vải điện. Rồi là màu tím nha, màu tím cho nha, 10 đến 38 màu tím cho nha ha. Tím. Rồi, màu tím cho nha. Bé cho giờ lấy bao nhiêu tím em? Giờ ta giờ lấy bao nhiêu tím? Rồi, lên màu tím cho nha, 10 đến 38 màu tím. 10 đến 38 xanh màu tím cho nha. Rồi em lên tầm bộ màu cam này. Tím 15 kg em trước chị Mai Hồ, tím 35 kg. Rồi em lên màu cam nha, màu cam cũng tầm 12 kg cho tới là 38 nha. Rồi. Màu dài bé cha tầm 22 cái còn để em lên nha. Rồi đây là màu cam cả nhà, màu cam nha, màu cam này. Màu cam bé gái cho, màu cam này hình xinh lắm luôn. Cái hình công chúa vàng xanh đỏ. Cam tầm 10kg nha. 10kg nha cả nhà nha, cho tới là đó. Bán một set em ơi, 5.000 đầu like nha. Rồi lên một đây cam bao đẹp với chị em, màu cam bé cha, bé gái tầm 10kg tới là 38 với một cam nha. Rồi nhí đại cổ, nhí nhỏ đại 55, 65, 75k nha. À, vải đẹp lắm cả nhà, hóc màu cam bé gái là cam bé gái cho em nha, tầm 10kg tới là 38 nhé. Rồi 10 đến 38 cái size cho em nha, chị chúc là cam cho em nha, 10 đến 38 cái màu cam này, vải đẹp xuất sắc luôn. Rồi giá sale là 55, 65, 75 nha. Rồi là màu cam này, chốt màu cam của mấy chị mã cam nha. Rồi em lên bộ đây có màu vàng bé gái, bé trai này, khủng lắm á, khủng lắm màu vàng. Rồi 26kg 38kg em chốt chị màu cam á, chị Dương á, chị chốt màu nào màu cam á chị, màu gì comment lại em xíu, chị chốt màu nào kìa. Rồi em lên khủng long nha, khủng long màu vàng tầm bé 10kg tới 24kg, khủng long vàng nè, nhí và nhỏ nha, 55-65 khủng long vàng. Rồi cái này là size nhí và size nhỏ cho em nha, tầm 10kg cho tới là 24kg nhé. Rồi 10-24kg size cho em nha chị nha. Rồi là mà khủng long vàng, 10-24kg size mà khủng long vàng cho em nha, xinh lắm, nhí và nhỏ nha. Rồi 55-65k một set nè, khủng long vàng.
Comment là mã khủng long vàng nha, 10kg tới 24kg size khủng long vàng nhí và nhỡ. Tờ giá sale là 55-65. Tờ khủng long vàng. Tờ em là một cá sấu nè, xuất hàng cho em nha, vải đẹp lắm chị. Tờ em là một cá sấu, ê, màu xanh nè. Rồi em là màu xanh cho chị, chút màu xanh cho em nha, màu xanh này đẹp quá, màu xanh này, cá sấu xanh tầm từ 25kg cho tới 38kg, cái cá sấu xanh này hàng xa đại cù và xa đại nha, và 75.000 á. Màu cam ok chị, chút chị màu cam em, đúng không? Rồi là bộ màu xanh nha, cá sấu xanh này tầm từ 25kg nhé, cho tới là 38kg xa đại nha, xa đại là giá 75k nha, cá sấu cho em nha giá 75.000. Cá sấu cho em nha là giá 75k, em nó xa tầm từ 25kg cho tới là 38kg nhé, 25-38 cái dây mình mã cá sấu nhé. Đó là bộ cá sấu cho em nghe hết. Rồi giá sale là 75k xe đại. Cá sấu 75k mẹ em, cá sấu 75.000. Thỏ hồng, em là bộ thỏ hồng này. Giờ tay biết cho em còn lại cái gì. Thỏ hồng tầm từ, đây thỏ hồng tầm 33kg cái size nha, 10kg 33kg size thỏ hồng này. Rồi là bộ thỏ hồng cho em nghe, 10kg cấp 33kg cái thỏ hồng nha. Rồi đẹp ghê, hàng xuất hàng nha. Size nhí là 55, size đại 65 và size nhí 55, size nhỏ 65. Rồi size đại là 75 nha. Rồi thỏ hồng cho em nghe. Ok. Dạ tay dạ. Rồi thỏ hồng cho em nghe, thỏ hồng tầm 10kg 34 33kg thỏ hồng, 10 đến 33kg mã thỏ hồng cho em nghe, vải đẹp lắm thỏ hồng. Rồi 10 đến 33kg size mã thỏ hồng nha, thỏ hồng vải đẹp lắm. Rồi 10 đến 33kg size thỏ hồng cho em nha ha. Nhí nhỏ và đại cho em nha, 55, 65 với 75 á thỏ hồng. Size nhí, size nhỏ và size đại cho em nha, thỏ hồng. Gà tây biết cha nè, một cam, một cái gà tây nè, một cam. Màu cam là tầm 10kg tới là 35kg màu cam nha, 10 đến 35kg màu cam. Cam chiếc gà tây nè, xe cả nhà là giá 90.000 nha. Cam là 90.000, 10kg 35kg màu cam nè, đẹp quá. Rồi 90.000 bộ nha, 10kg 35kg màu cam nè. Rồi là một cam thỏ hồng, một bài kiếm chú chị Nguyễn My thỏ hồng. Rồi đơn đặt thứ hai ship chưa, ship rồi chị ơi, khủng long em chốt chị ạ. À, chị Dương ơi, ok chị Dương nha, đơn đặt thứ hai bữa nay cái máy rồi chốt, ship rồi chị ơi, ship hết rồi chị. Chị Kim Phụng Trần đơn của chị đưa đơn rồi em. Thỏ hồng em chốt Nguyễn My nha, rồi khủng long vàng em chốt chị Dương. Rồi là bộ cam nha, cam này hàng phun cô tông, có dạng 4 chiều nha, phun cô tông chính phẩm nó tầm 10kg cho tới là 30-35kg, 10-35kg. Sao vậy? Để em chốt chưa? Chốt rồi mày bấm cho mẹ em. Không có ai đâu. Không có ai hết á, hủy đi. Rồi là một cam nha, một cam 10kg, 35kg một cam này. Rồi cam này hàng dài tay nha, cả nhà 90.000, phun này phun cô tông chính phẩm. Rồi 90.000 chị đã chốt bộ đây không? Chạy tay cho em nghe, hàng khung này đẹp lắm. 35 lít quay đầu nha, 10 đến 35 lít. Cái màu cam thì con gái con trai mới chị mặc được nha. Chứ dòng này mấy chị bé gái mấy cha mình được hết, dài tay cho em nghe. Rồi nó màu cam dài tay này, 10 cái 35 lít có đủ size. Cái bộ đang còn sót là một riêng nó có đủ size nên là chị nào thiếu hàng đồ lạnh mấy chị tranh thủ chốt cái mẫu đây giùm em. Để em khỏi phải lên lại mấy chị nha. Tầm 35 lít quay đầu cho em nghe, để form hàng chắc đẹp bằng xịn luôn. Bình thường em lái tới 120-130 mấy chị nha. Bây giờ xe còn có 90.000 bộ thôi. Đó, đây là một cam em có đủ size, bộ đó đẹp. Hàng nó có đủ size chị không chốt à. Bộ đó hàng có đủ size không chốt, đẹp đẹp luôn. Trời, em là bung me màu đen nha, bung me màu đen này, hàng này hàng phim da cá. Rồi, bộ đen tầm 10kg tới 24kg size màu đen nha. Kiên ơi, rồi là màu đen cả nhà, đây hàng không da cá cho em nha, hàng bume là tầm 10kg nhé, cho tới là 23kg nhé, 10 đến 23kg size bume màu đen này. Rồi 90.000 bộ á, rồi em xem luôn bộ là 90.000, hàng không da cá 10kg tới 23kg có size màu đen nha. Rồi là màu đen cho em nha, 90.000, 10kg tới 23kg màu đen này cả nhà. Đen này 90.000 chứ mấy chị nha, không da cá, cam 29kg em chút chị Như Trúc em. Màu đen cả nhà, đen là đẹp này, tầm 10kg cho tới là 23kg đen. Sắc lách bé trai mới đang khi nào like mẫu nè. Đen 22kg em chút chị Phan Mickey cho em nha. Rồi đen cho mấy chị nha. Rồi là màu đen cho em nha, đen là đẹp lắm. 23kg em chút chị Phan Mickey, 22-23kg một bộ đúng không? Buma 12kg em chút hãy là chúng mình. Rồi giá là 90.000 mấy chị, hàng phun da cá dày và đẹp luôn á, 90.000 một bộ hoa màu đen nè. 10kg tới 22kg nha, còn 10 đến 22kg size màu đen. 10 đến 22kg màu đen nha.
Rồi, 90.000 một bộ cho nha, vải đẹp, vải đẹp chắc đẹp ở cả nhà luôn. Buma màu xanh này còn một bộ tầm 3.32 nhé. Trời ơi đẹp quá. Màu xanh này 3.32 ký hàng phun cô tâm chính phẩm nhé. Bộ đây 90.000 luôn á, 3.32 ký màu xanh này. Rồi 30 ký 32 ký nhé. Rồi buma màu xanh cho em 90.000 một bộ nha, buma màu xanh. 30 ký 32 ký các size cho nha. Bộ đẹp lắm. Rồi em xem bộ này nó cả nhà là giá 90.000, phun này phun cô tâm chính phẩm cho nha chị nha. 90.000 một set em nghe. Rồi lên màu xanh này, 30 ký 32 ký buma màu xanh nha. Buma màu xanh cho em nghe, phải cực kỳ đẹp luôn á, 90.000. Em đang xem đồ già tay là có 90.000 đồng giá. Buma xanh nha, tầm từ 30 ký 32 với em á, phải đẹp. Rồi em lên bộ đem bộ cam này. Màu cam này size 22 ký 23 ký màu cam này, 22 đến 23 ký size màu cam này đẹp này, màu cam. Đây là hàng đây hàng da cá mà hàng da tàu á, da cá tàu đó chị nha, tầm 22 ký 23 ký hay là 25 ký cũng được nha. Màu cam là tầm 23 ký cho tới 24 ký cam, 23 đến 24 ký cam. Rồi bộ đây là kia cũng là 90.000 bộ hả, cam là 90.000, 23 ký 24 ký size như màu cam cho nên 90.000 một set cam, 23 đến 24 ký size như màu cam này. Rồi 90.000 một bộ nha, màu cam là 90.000 luôn, xem với cả nhà quá trời rẻ luôn, 90.000 một bộ cho nha, cam 90.000. Rồi là bộ con voi này. Rồi là mã con voi, cả nhà con voi nha. Đây con voi này. Voi này có size của bé tầm 15 kg tới là 23 kg nhé, 15 kg tới 23 kg trên nha, phải đẹp ghê luôn. Rồi 90.000 mấy chị nhá. Rồi mã voi này 90.000 bộ từ 15 kg tới 23 kg nhé, voi này. Ồ cái vải này đẹp lắm này, 101, 102 C còn là 90.000 nha. Voi xanh chị, mã voi xanh 90.000. Tầm bé 15 kg nhé, cho tới là 25 kg cho em, 15 kg tới 25 kg voi xanh nha. Rồi 90.000 cho em nha, vải đẹp lắm. Mã voi xanh này mềm lắm, cái chất vải này mềm lắm, sờ mắt lạnh luôn. Mặc dễ thoải mái dễ chịu cho em nha. Mã voi xanh cho em nha, 90.000 bộ. Size tầm từ 15 kg tới 25 kg voi xanh nha, mã voi xanh cho em nha. Thở thao 50 kg có em chị. Lên hàng thở thao chị đưa chứ. Xinh lạnh chứ. Rồi em lấy một xanh nha, đây ha, buma này tầm 10 ký 16 ký một xanh này, nai bộ nai nha, bộ nai xanh này 10 đến 10 ký 16 ký xanh nai xanh nha, rồi 90.000 ha, nai xanh 90.000, 10 đến 16 ký voi xanh 16 ký chút youtube, chị youtube coi vậy chút hôm nay đẹp nè, bộ nó đẹp nè, hàng đây 120, 130 xe còn 90.000. Cầm em là bộ nai xanh nha, không mà thông đẹp lắm, tầm bé 10 ký tới là 16 ký nhé, nai xanh cho nha, rồi 90.000, 10 đến 16 ký nhé, nai xanh, bộ nai xanh này xuất sắc luôn, 10 đến 16 ký xanh nha, mã nai xanh. Rồi là bộ nai xanh cho nha, 10 đến 16 ký bộ nai xanh nha, nai xanh cho nha. Rồi em là màu vàng này, bộ vàng tầm 10 ký tới 70 ký màu vàng nha, hàng thun lạnh thở thao cao cấp luôn á, chiếc chuyện luôn, vàng á. Rồi thun lạnh cho nha, hàng đẹp hàng xịn luôn nha. Size nhí 101, size đại 102 và size cổ 103, 3 size cho em nha. Nhí đại cổ cho em đại dụng hot size á, bộ đánh nhí đại cho em. Rồi là màu vàng á, màu vàng cho em á, chim lên hàng, chị có lên mẫu khi có hàng. 10 ký cho tới là sau 70 ký có size màu vàng, chị hàng khung lạnh chắc đẹp lắm. Chị là mà đã từng mặc hàng khung lạnh bên em á, chị biết chắc, cảm nhận chắc cho em nha, phải đẹp lắm. Rồi đây là mẫu mới về lên kem với chị, tầm 10 ký cho tới là 70 ký nha. Size nhí size đại size cổ nha, màu vàng. Nhí 101, đại 102 và cổ là 103 nha, 3 size. Không phải mặc đẹp mát lắm chị nha, màu vàng á, màu vàng cho nha. Rồi nai xanh không có 21 chị, nai xanh em có tầm từ 16 ký và 16 ký lại thôi ha. Em ơi, tiết giờ tay tay trai thì nhớ thăm máy tiếng nhiều lắm mà đâu rồi ta. 21-22 ký nhiều lắm đâu rồi. Sọn hàng chị nha. Rồi em là bộ đây màu xám 10 ký tới 3 tới 70 ký màu xám nhé, màu xám thun lạnh thở thao cho nha, 10 đến 70 ký màu xám nhé, nhí đại cồ cho nha. Rồi là màu xám cho chị, xám 10 ký nhé, cho tới 70 ký có size màu xám nha, nhí đại cồ. Rồi 101 cho bộ 101, 102, 103, 103 size. Size nhí size đại cho cồ nha, bộ xám thì cái là xám bé trai nha, thun lạnh cao cấp nha, thở thao đi tập thở thao thể dục em nó 4 chiều 4 rổ cho nha. Ồ vải đẹp lắm á. Rồi em là bộ nâu này, bé 21 ký chị lấy màu à, có màu xanh biển á, có thì em chị đưa chị lên cái bộ kia, bộ kem á, chị lên bộ kem này, tay đẹp
một bộ. Đây em Lâm có bộ đây nè, 90.000 mà bộ đấy có đủ size cả nhà, màu cam với màu nâu. Hàng đây hàng dài tay, hàng phun mai, phun cô tông, hàng xịt mai, cam với nâu tầm 10 kg tới là 35 cái nhé. Rồi 90.000 là cam với nâu cho em nha. Bộ đấy chắc đẹp lắm. Phun này phun cô tông chính phẩm nha. Rồi là màu cam, màu nâu cho em nha. Bộ đấy có hai màu nha, bộ cam, bộ nâu tầm 10 kg nhé. Cho tới là 35 kg size. Là mã nâu nha cả nhà, bộ nâu nha, 10 kg 35 cái bộ nâu này. Bộ nâu với bộ màu cam. Nâu và cam á chị nha. 10 kg nha, cho tới là 35 cái size. Bộ đây có hai size này, hí và đại nha em, bán với chị đồng giá là 90.000. Tại vì đồ dài tay hiện tại em đang chương trình sale. Tại vì đang nhập hàng hè á, nên là đồ dài tay em có chương trình sale cả nhà, nó rẻ hơn. Bình thường những cái hàng em bán lên 120, 130, 140 hết. Mà bây giờ chương trình sale lại bây giờ em đẩy cả nhà là có giá 90.000 thôi á, size hí và size đại luôn á. Giá này nó rẻ lắm. Nâu. Nên em chị tranh thủ chốt đi, đang lạnh mấy chị tranh thủ chốt, em bé nó rẻ lắm. Bình thường mấy chị mua là gọi là mua một tặng một luôn á. Rồi lên màu cam á, cam này 10 kg tới là 35 kg, màu cam đẹp lắm. Cái form này dễ thương lắm mấy chị, màu cam nha, là màu nâu 10 kg 35 kg cho em, những cái dòng này có còn đủ size. Nên là mấy chị mua cho bé mặc thì em nghe đi, phải đẹp phải tốt hết, hàng xịn hàng mát mẻ hết mấy chị nha. Rồi không có còn giá nào giá tốt hơn giá này hết, tại em nghe đã xem mấy chị rồi. Em đẩy em đang chạy hàng hè, nên là bây giờ em đẩy những cái hàng lạnh thôi. Nên là cả nhà tranh thủ chốt đi, không có bộ nào rẻ hơn cái hàng đó đâu, cả nhà yên tâm đi. Hàng này một chút like còn 100.000, 120, 130, 140 mà giờ like còn lại có giá 90.000 thôi. Khó của người lớn bây giờ còn nhiêu ta? Khó người lớn bây giờ em còn áo khó 59.000 à. Rồi là một vàng, vàng 10kg cho tới hàng thun lạnh này, 10kg nhé, cho tới là 70kg màu vàng nha. Vàng 10 đến 70kg có size cho nha, còn 101, 102, 103, 3 size. Nhí đại cùi cho mấy chị nha, màu vàng hết, 101, 102, 103, 3 size nha. Rồi đến mã vàng cho em nha, 10kg tới 70kg size màu vàng nha. Màu vàng cho em nha, bãi đẹp lắm, chắc đẹp chắc mát mấy chị nha. Rồi những cái hàng này em chỉ là hàng thương hiệu của shop hết, nên là đa số là hàng xịn cho mấy chị nha. Tại hàng em chạy quanh năm, năm ngói năm nay em đều chạy cái dòng đây, em chạy suốt quanh năm nên khách em cảm nhận được cái chất là đẹp lắm. Màu vàng, màu xanh này chị, lấy xanh đây nè. Rồi em có màu xanh đậu nha, tầm 10kg tới 70kg màu xanh đậu nè. Thun lạnh hàng cao cấp nha, xanh đậu. Rồi lấy cho em xem. Rồi ok chị, xanh đậu cho chị nha, xanh đậu. Bóc chị mấy áo khóc của mẹ hồi nãy gì lên 59 nha. Rồi lên màu xanh đậu cho em tầm 10kg tới là 70kg màu xanh đậu nha. Xanh đậu nè. À ở phía trên đó 12. Rồi 10kg 70kg cái size nha. Số 2, số 3, số 3 cũng được đi. Số 3 cũng được. Để con được không nhỏ. Rồi lên màu xanh đậu cho em tầm 10kg tới là 70kg size nha. Xanh đậu cho em nha nè. Đó, thun lạnh nha mấy chị. Thở thao hàng thun lạnh, thở thao hàng xịn luôn, hàng đẹp. Xanh đậu cho em nha. Màu xanh nước biển là cái màu xanh da trời cho em lấy xanh. Xanh da trời mình có nè, xanh đó. Xanh nước biển á, rồi là xanh dương á. Rồi ok chị, áo khoác với chị màu nâu này 59 nha. Lấy chị xanh đậu 50kg em Quỳnh. Đúng rồi cái dòng đó. Nó có mấy màu xanh, màu xanh điên, xanh dương, xanh biển. Cái này có 50kg không? Bộ đây còn 50kg không? Còn cái này còn 50kg nha. Phan Mickey à. Em mới cái đơn Phan Mickey bỏ riêng ra đây kia, khắp với shop lấy. Rồi, lên màu xanh nha, đây này, lấy xanh biển á, xanh biển á, tầm 10kg nhé, tới là 70kg còn lệ xanh, xanh biển nè, lấy xanh biển đúng không, màu da đẹp nè, xanh biển nhé. Rồi, lên màu xanh biển cho em nha, xanh biển, 10kg, 70kg xanh, xanh biển cho em nha. Rồi, còn để em lên cái gì, xanh biển. Rồi, 101, 102, 103, nhân 3 xanh, dưới đại cồ nha, xanh biển cho em nha. 10kg nhé, cho tới là 70kg xanh, xanh biển cho em nha, quả đẹp lắm. Màu xanh biển nè, chị giúp màu đây không, màu da đẹp nè. Mà đây có xanh biển, cái thích màu đây lắm, màu xanh biển cho em nha, xanh biển cho em nha. Trời, đồ dài tay em có mẫu đây nè, 90.000 nha. Bộ đây bộ cam á, cam này tầm 10kg, 35kg màu cam này. Con này cô tâm chính phẩm, coi dạng 4 chiều á. Rồi 90.000 bộ á. Rồi cái này là size nhí, là size đại, cái này đủ size, tầm 10kg, 35kg. Rồi lấy màu cam. Rồi bộ cam dài tay nha, con cô tâm đẹp, 10kg, 35kg size màu cam nha, nhí đại. Rồi bộ đây 90.000 màu cam nè, chị cho mạng cam nha, 90.000 màu cam. Rồi bộ em có màu nâu nữa, màu nâu cũng tầm 10kg tới 35kg size nha, màu nâu với màu cam á, nâu với cam. Lấy xanh biển luôn em, 50kg luôn em. Rồi là một cam á, nâu, cam với nâu cho em nha, hai màu này. Cái chà tay nha, cam với nâu 10kg nha, cho tối là 35kg quay đầu mấy chị nha, không đẹp. 10 đến 35kg size mấy chị không đẹp cho em nha. Rồi xem nó cả nhà là giá 8, giá bao nhiêu ta? Ở xanh đen á, có xanh đen hả? Ok. Rồi cam 12kg chút hãy là chính mình màu cam nè, hãy là chính mình lấy cam. Rồi màu cam màu nâu nha, 10kg cho tới là 35kg cam với nâu ha. Rồi 90.000 một bộ nha. Rồi
Màu đây áo khoác này cả nhà, khoác màu nâu của mẹ nha, khoác nâu của mẹ 59.000 khoác nâu. Phong mẹ phong đẹp lắm cả nhà, mặc ấm. Mùa mặc ấm còn mùa nắng mấy chị mặc chống nắng cho em nghe, rồi dưỡng ca, dưỡng da, dưỡng kem mấy chị mặc cả ngày nó thoải mái. Chắc này nó mềm, thoải mái. Khoác nâu nha, 59.000. Rồi là mẹ khoác nâu nha. Rồi ok chị ha. Chị Hồng Vi Lê chúc nâu 22kg luôn. Rồi là mẹ khoác nâu cho em nghe này. Khoác nâu là giá là 59.000 khoác nâu. Rồi em có khóc màu xanh đen nha. Rồi 59.000 cho má khóc màu xanh đen nè. Đồ dài cho bé gái chị em trước chị. Khóc màu xanh đen tầm từ 40kg tới 58kg màu xanh đen 59.000. Khóc xanh đen đó chị. Rồi là mẹ khóc xanh đen cho em nghe tầm 40kg tới 58kg. Nhìn nó dậy mấy chị nha, nó mặc tới đâu sẽ giãn tới đó nha nha. Mình không ôm á. Rồi là màu xanh đen á. Rồi em có khóc màu đỏ đô nè. Rồi là màu đỏ đô nha. Em lấy màu xanh đi chị. Màu đỏ đô nha, khóc màu đỏ đô là 59.000. Màu đỏ đô cho em nha, đỏ đô. Rồi 59.000 nha, size tầm từ 40kg cho tới là 58kg màu đỏ đô nè. Rồi mà khóc đỏ đô nha cả nhà. Lên khóc em lửa đây chị ơi, em đang lên nè. Màu đỏ đô nè. Rồi 59.000, màu đỏ đô, màu xanh đen, màu nâu. Rồi em có thêm màu xanh cả nhà, đây có màu xanh này. Mình còn màu khóc đen không ta? Rồi xanh đen em giúp chị anh Phú. Hả? Đen hết hả? Rồi em có khóc màu xanh cả nhà, màu xanh này. Xanh da trời, màu xanh da trời cả nhà, xanh dương á, xanh dương nè. Rồi là màu xanh dương là đẹp lắm, xanh dương tầm từ 40kg nhé, cho tới là 58kg cái size xanh dương á. Rồi cái đây cái gì màu đen này đúng không? Xanh đen, cái đó nó đen lắm rồi. Thì ra cái mẫu đen mềm chút gì. Rồi đây là màu xanh dương cả nhà, màu xanh dương nè, màu xanh dương nhé là gì, màu xanh dương nha, màu nâu, màu đỏ đô, màu xanh đen. Đấy, có mấy màu đó mấy chị nha. Hết rồi, áo khoác có mấy màu này đúng không? Rồi xanh da trời em chắc chị anh Tuấn xanh da trời luôn nè, dạ 59 nha. Em có thêm màu kem nữa nha, màu kem. Rồi em có màu kem cả nhà nha, dạ 59 áo khoác cho em nha chị, phải đẹp lắm. Rồi em có tông màu kem mấy chị, màu kem nha. Màu kem cho em nghe chị, màu kem 59.000 màu kem nè. 40kg cho tới là 58kg màu kem nha. Khóc này ấm lắm cả nhà. Em đưa cái màu rêu chị đi. Cái màu rêu cái dưới đây nè. Rồi 59k nha màu kem cho em nghe. Màu kem nè. Vải đẹp lắm cả nhà. Vải tốt, vải xịn luôn. Rồi màu kem ở nhà, màu kem nè. Rồi em còn một cái màu rêu nữa nè. Màu rêu ha, 59.000 luôn ha. Tầm 40kg tới 58kg màu rêu nè. Rồi là màu rêu chị, màu rêu nha. Rồi 59.000 tầm 40kg 58kg màu rêu cho em nghe ha. 59k giùm em ha. Rồi chứ chút mạng rêu á, rêu mà đẹp á, 59.000. 41kg tới 58kg size nha, màu rêu, màu kem, màu đỏ đô, màu nâu. Rồi màu xanh đen cả nhà, màu xanh đen nha. Rồi 59.000 áo khó đó chị. Rồi 59k. Em có màu đây nữa là màu xanh đen, màu kiểu xanh đen sọc á. Đây em có thêm màu xanh, màu sọc này. Xanh đen sọc nha, comment sọc cho em nghe sọc. Rồi hồi nãy là màu xanh đen mà nó có dạng chữ thêu. Còn đây là màu xanh đen, giữ được con sọc cho em nha. Hai cái mẫu sẽ khác nhau á. Rồi 59.000 nha, cầm em mã sọc nè, sọc. Rồi là mã khóc sọc nha. Khóc sọc em nghe, 59.000 khóc sọc nha. Rồi sọc khóc sọc nữa, em hết rồi, còn mấy mẫu đây hết rồi cả nhà nha. Đó. Rồi, giờ là mẫu, thích mẫu nào để lấy màu đó cho em nghe á. Thích cái màu nào hay lấy màu đỏ đô. Thích cái màu đỏ đô đẹp lắm chị, đỏ đô đẹp. Rồi xanh đen sọc em chút kìa. Thì Tuấn nha. Thì anh Tuấn có đơn rồi. Cho em là bộ đỏ nha, mà đỏ mắt cười nè. Rồi bộ đây 90.000 nha, tầm từ 22kg tới 30kg nè. 22kg tới 25kg thôi. 20kg tới 25kg màu đỏ mắt cười nha. 20kg tới 25kg màu đỏ nè. Cái này bộ biết giá biết trăm mấy chị được nha. Rồi 90.000. Hàng này hàng không gia kém chị ơi, 90.000 một bộ nha. Shop em ở Quy Nhơn chị ơi. Rồi lên nha, màu đây cho mấy chị nha, màu đỏ cho em nghe, màu đỏ tầm từ 20kg tới là 25kg nhé. 20kg tới 25kg trên màu đỏ đẹp lắm. Là cái hàng này hàng chắc da cá cả nhà nha. Thở thao màu xanh đen còn không, còn thở thao màu xanh đen như ta. Rồi còn để chị lên cho màu đỏ hàng xinh da cá chị đợi chút xíu chà tay không. Cái form này bé gái bé trai mấy chị này cũng được cho ha. Rồi 100 bộ đây là 90.000, đỏ là 90.000 ha, tầm từ 20kg tới là 25kg đỏ 90.000. 20kg tới 25kg nhé. Rồi, ok đúng rồi, tổng của chị là 3 cái nhé. Rồi em lên tiếp vào đây nha, màu xanh này cũng được.
màu xám nha, rồi lên bộ thở thao màu xám nha, đỏ 22 kg cái gì pha Mickey nè, đơn pha Mickey bỏ riêng nè, cái gì ghế thì shop thì lấy nha. Đây là màu xám nè, thôi cũng lạnh thở thao nha, 10 kg tới 70 kg màu xám cho nha. Màu xám này màu đẹp cũng đẹp rồi nha, màu đẹp nè. 10 kg tới 70 kg size nha, màu xám. Rồi 101, 102, 103, 3 size nha. 3 size nha, dạ size nhí, size đại và size full cho em nghe. Bên trong nó còn mấy mẫu da tay em gom lại mấy hàng chị giao chị lên đi. Rồi lên nha, mẫu đây cho em nghe chị nha. Rồi lên màu xám cho em nghe, 3 size nhí đại full nha. Rồi giá là 101, 102 và 103, 3 size nha cả nhà. Màu xám đi. Rồi chết chị cho mã xám nha, xám. Màu xanh. Rồi lên màu xanh cho em nha, gửi địa chỉ cũ cho em, ok chị ăn xuống. Màu xanh này, chị lấy tóc màu ra được không? Màu ra đẹp này, 10 kg tới là 70 kg có size màu xanh này. Rồi lên màu xanh cho em nha, 10 đến 70 kg có size màu xanh nha. Nhí đại cù cho em nha, 101, 102 và 103, 3 size nha. Size nhí, size đại và size cù cho em nha, 101, 102, 103 cho em nha, màu xanh này. Vải đẹp lắm, chắc đẹp luôn. Rồi lên màu xanh cho em nha chị nha, xanh. Chị thích màu đây không? Màu đây đẹp mà, cái màu đây tông đẹp, tông sang lắm. Rồi lên màu xanh cả nhà, màu xanh nha, nhí đại cù á, 3 size nha. Rồi em lên tiếp bộ bé gái nè. Rồi em lên bộ hồng bé gái nè, bộ đẹp quá, còn chiêu nè hả. Rồi anh Quỳnh đừng có hủy chị ơi, chút hàng hủy á. Chút luôn thêm đó chị ơi, đừng có hủy giùm em, được không. Rồi màu, đây bộ hồng này xem bộ nè, em còn xuất bộ hồng sẽ to á, tầm 35kg tới 40kg nè. Còn này từ 35kg tới 42kg được không? 35kg tới 40kg nhé. Không, cái này tầm từ 30kg tới 40kg nhé. Màu hồng, xe to này. Không, màu bé trai đó, màu vàng em. Tầm 30kg tới 40kg nhé, màu hồng cho nha. Màu bé gái nhé, hồng bé gái 90.000 hả. Tầm 30kg tới 40kg size màu hồng. Màu sao đó luôn, sao ấy. Sao nó dạt tay. Cho nó bộ hồng từ 30kg 38kg đi. Hồng này 30kg 38kg đi. Mã hồng cho nha, 30kg 38kg bé trai, bé gái nhé. Hôm này không đẹp nè, giờ cái bộ hồng luôn. Rồi giá là 90.000 một xíu nhé. 90.000 bộ cho em nghe, tầm từ 30kg tới 38kg nhé, hồng. 30kg 38kg size nha, bộ đây đẹp nè. Bộ hồng bé gái nhé, chị có size bộ cái chị chốt nha. 30kg 38kg rồi 90.000, hồng là 90.000. Rồi em lên bộ màu vàng nhé, màu vàng tầm 10kg tới 38kg màu vàng còn để size. Lấy màu xám này nè, màu xám này nè. Xám sọc cái lô này. Xám này nè. Rồi em ơi đừng có hủy bộ kia nha, chút chị ba bộ đi nha. Màu vàng nha, màu vàng còn size này, tầm 10kg vàng còn 10 đến 15kg là từ 32kg tới là 35kg màu vàng. Màu vàng 90.000 luôn á, 10kg, 15kg và 32kg, 35kg màu vàng này. 10 đến 15 kg nhé. Rồi từ 32 kg, 35 kg màu vàng cho mắt. Rồi còn mấy bộ siêu cả nhà là giá 90.000 màu vàng này. 10kg tới 15kg và một bộ và tầm 2 bộ tầm 32 kg, 35 kg màu vàng nhé. Cả nhà màu vàng hết. Rồi lên bộ vàng cả nhà nhé. Chị ơi size 50kg nhé. Size 50kg là giá 130 nha chị yêu nha. Size nhí là 101, size đại chấm 2 và size cổ là 130 của chị, là 50kg là size cổ rồi chị. Size cổ là giá 130.000 một bộ cho em nha. Rồi lên mã vàng cho em nghe chị, chút mã vàng này. Bộ vàng đã giá 90.000, bộ vàng là 90.000, size tầm từ 10kg tới là 15kg và tầm từ 32kg tới 35kg cho em. Đấy. Rồi lên bộ vàng cả nhà, vàng này hàng không cô tâm, đa dạng muốn chiều hàng không cô tâm chính phẩm. Rồi chết chút mã vàng cho em nghe. Bộ bé trai một em này. Rồi lấy cho màu xanh đậu, xanh biển và xám. Đúng rồi, của chị là 3 bộ thôi. Rồi em lên bộ kem nha, màu kem nè. Rồi bộ đây sale cả nhà là giá 90.000 luôn. Tầm 18kg cho tới là 27kg nha. 18kg, 27kg một kem nè. Mà màu kem cho em nghe, siêu nhân này 18kg nha, cho tới 27kg một kem. 18-27kg đến 27kg các size nha. Rồi lên bộ kem này hàng thun da cá này, vải đẹp lắm. Rồi giá sale là 90.000 bộ nha, 90.000 một set nha, phải đẹp cực kỳ luôn. 18kg nhân cho tới là 27kg. 18kg 27kg size nha, rồi là tâm một kem chị, 18kg tới 27kg một kem cho em nha. Rồi bộ đây là cả nhà là giá 90.000 nha. 90.000 hàng da cá. Rồi, một kem bé trai mấy chị được gấp một kem được. Một kem nha. Rồi em lên tiếp mẫu cho cả nhà ha. Tại đồ lạnh em còn ít rồi các chị nha. Hôm qua giờ em like quá trời luôn, khách rất nhiều rồi. Bây giờ còn ít hàng thôi.
Rồi em nó bộ ở đây màu hồng này. Chị đang tranh thủ chốt nha. Đồ lạnh bây giờ em còn ít thôi. Chị nó còn chưa có đủ đơn, chưa có đủ hàng, nó không có hàng cho biết mẹ mình mới chịu lấy cho em á. Rồi nó bụng mũ nha. Rồi lên mẹ mũ cho em nghe, mũ này size bé 25-30 ký bộ mũ không? 25-30 ký nha. Giao cho điệp cũ, không cần điện thoại đâu chị em Quỳnh. Điện thoại chút đơn hàng cho em chị nha. Rồi lên bộ ai, mũ hồng tầm 22-25 ký chứ, hồng. Mũ hồng là 25-30 ký nhé, mũ hồng cho em nghe nè. Rồi giá là 90 ngàn một set nhé, mũ ha, mũ hồng là 90 ngàn. Phụ 25 ký tới 30 ký nhé, mũ hồng là 90 ngàn. 25 ký tới 30 ký size cho em nha, phải đẹp lắm vậy nè. Mũ hồng cho em nha. 25 ký tới 30 ký size mũ hồng cho em nó, giá là 90 ngàn một bộ nha. Thì hàng thun da cá phải đẹp lắm, không phải thun da cá với chị. Phải đẹp hàng xịn luôn cả nhà, có 90 ngàn một bộ thôi, sale quá, đang sale. Mũ hồng là 90 ngàn 22 ký, 25 ký tới 30 ký mũ hồng. Rồi em là màu đen này, chị cho màu đen nha, đen là đẹp quá. Đen này size tầm bé 22 ký nhé, 22 ký 23 ký cho em màu đen này. 22 ký 23 ký size thoải mái nhé. Rồi là màu đen cho em nghe màu đen. Rồi màu đen cả nhà màu đen nha. Cái đen này không biết giá, cái đẹp đen này không biết giá chắc tầm 22 ký 23 ký. Rồi là màu đen nha, giá 90 ngàn 22 ký 23 ký thoải mái nhé. Đen này giá 90 ngàn cho màu đen. Đen này giá 90 ngàn mấy chị nha. Đen 90 ngàn 22 ký 23 ký size màu đen. Rồi này hàng xung giá cá chắc dày chặn đẹp mát mát mẻ cho em nha. Rồi đen cho em nghe mặt ấm đi, quên mặt ấm. Của cái bộ đen quay về khách chốt mà sao mình thấy gì còn lại sẽ ra sao vậy? 45 ký, 40 ký mình quay về trước à? Có chốt 40 ký, 45 ký, mỗi chị chốt 2 bộ, 3 bộ nếu đẩy hết rồi còn mà sao chị còn nằm đây ta? Sao đại cô mẹ còn y 4 bộ luôn vậy? Chị lại không chốt rồi chị kia. Em bỏ đẹp tay tay quên đó. Nếu tin Zalo được cắn nha, thì Zalo được cắn nha. Ngọc bộ đây ngày qua khách chút dây cổ đại cổ mà tâm đây. Tâm này tâm đây với tâm đen rồi đâu. Tâm đen đó. Chị nhớ chắc coi số 14 đây nè. Sai cổ đó nha. Chị chắc cánh là bộ đây. Không, 40 mấy ký mà em. Bộ đây chắc chắn luôn chị like rồi biết. Rồi lấy màu xanh nha, màu xanh đây tầm từ 40 ký tới là 50 ký màu xanh này. 40 à 38 ký tới 50 ký màu xanh nha. Bộ đây 90 ngàn này. 38 ký tới 50 ký màu xanh này. Rồi chế chút mà xanh cho em nha, xanh cho em nha. 38 ký nha, cho tới là 45 ký. 38 đến 45 ký, 45 ký. Không, cái này to mà, cái số 14. Số 20 tầm 50 ký nha. 38 ký tới 50 ký nha, màu xanh này. Size to. Rồi, bộ đây là một giá là một giá là 90 ngàn bộ nha, 90 ngàn bộ này. 38 ký tới là 50 ký màu xanh. Rồi giá 90 ngàn một set cho em nha, phải đẹp cực kỳ luôn à. Chị nào không thích bộ đây uổng. Cái này này hàng size đại cổ á, có 90 ngàn bộ cho em nha, phải đẹp. Mà đang lạnh mấy chị mua mấy bộ đây mặc xuống á. Rồi là màu xanh mấy chị, màu xanh cho em nha. 38 ký cho tới là 50 ký size màu xanh. 38 đến 50 ký cho em nha, phải đẹp cực kỳ luôn á. 38 đến 50 ký size, không to. Rồi bộ đây là giá là 90 ngàn một set màu xanh này, 90 ngàn cho em. Trời chết chứ màu xanh cho em nha, 90 ngàn. Rồi em lên đồ hè cả nha, lên đồ hè ha. Xanh đã 50 ký em chút xinh tóc, những cái dòng nó đẹp lắm. Mà size to mà có giá 90 ngàn mấy chị biết sao á. Không bao giờ có size cô mà giá 90 ngàn đâu. Size cô ít nhất phải hàng trên 100 hết. Chị Hồ Mỹ Nương là lên số ký giùm em nghe chốt. Hồ Mỹ Nương là lên số ký giùm em nghe nha. Thì chốt bao nhiêu ký giùm em? Chị khách mới lên số điện thoại cho em nghe với. Khách mới là kèm số điện thoại cho em nghe. Rồi là màu xám 10 ký tới là 70 ký màu xám nha. Màu xám hàng phun lạnh cao cấp cho em nghe, 10 đến 70 ký cái size nha. Size nhí size đại cho cô 101, 102 và 103 ha. Size 40 ký em chút chị vỡ chuyện. Rồi là màu xám cho em, màu xám cho em nghe. 10 ký cho tối là 70 ký nhé, 10 đến 70 ký size màu xám. Dạ xám này xám đẹp lắm chị ơi, hàng phun lạnh thỏa thao cao cấp cho em nghe. Nhí 101, đại 102, cù 103. Size nhí 101, size đại 102 và size cù 103 nha. Rồi xanh 40 ký cho chị Hồ Mỹ Nương, ok chị yêu. Size nhí, size đại và size cù nha cả nhà nha. Vải đẹp chắc đẹp của nó chị nha. 10 ký nhanh cho tới là số 14 được em ơi, số 14 tầm 40. Tôi to.
10 ký nha, cho tới là 70 ký là size nha. Một phám đẹp này, phám trung lạnh cỡ cao, lý 101 đại 102 và cùi 103 nha cả nhà. Một phám á, phám rồi em là màu xanh này. Rồi em là màu xanh này cả nhà, 10 ký nha, cho tới là 70 ký size nha. Màu xanh, màu xanh cho thấy chị một phám, màu xám trung lạnh cao cấp nha, nhí đại cồ trăm nha. Rồi giá sale là 101, 102, 103, hàng thật cao nha. Hàng chắc đẹp lắm chị ơi, hàng xịn mà. Rồi, cái này đẹp lắm. Rồi là màu xanh, chị chúc màu xanh cho nhanh 10 ký nhé. Cho tối là 70 ký size màu xanh cho nha. Em có 3 size nha. Size nhí, size đại và size cồ cho nha. 101, 102, 103, phải đẹp lắm. Phải đây phải tốt. Phải mạch tốt lắm, chắc mạch chắc xuống. Đây là bộ hồng bé gái này, 90.000 hả, xít dài tay. Tại vì đồ dài tay bây giờ em đang xả kho để nhập hàng hè á, nên là giá rất rẻ. Đây em bộ hồng nha, bộ hồng 18 với hồng 16, 18 bộ hồng nha. Bộ hồng 16, 18 với size cho nha. Bộ đây là giá là 90.000 nha, 16, 18 với mã hồng. Đây là chắc hàng phun da cá nha. Hồng nè, chắc hàng phun da cá cho nha. Tầm 16 với 18 với bộ hồng nha. Hồng phun da cá, hàng xịn luôn á. 16 với 18 với size bộ hồng cho nha. Rồi giá sale là 90.000 bộ nha. Hồng này 90.000 nha, 16 với 18 với size bộ hồng. Hồng đẹp nè. Rồi lên mã hồng cho nha, 16, 18 đấy thì nó có size chút nhanh bộ đó, chứ mà không da cá gì. Rồi giá sale là 90.000 bộ cho nha. Bộ cam bé trai này, cam bé trai này. Rồi lên bộ cam tầm từ 22 ký, 23 cái bộ cam này. 22 ký, 23 cái size bộ cam nha. Rồi giá 90.000 hết cam này. 22 ký tới 25 ký luôn á. Cam này 22 đến 25 ký bộ cam này, không da cá gì luôn á. Rồi 90.000 một bộ nha, 22 ký, 25 ký bộ cam. Cam này 90.000 nha, 22 đến 25 cái màu cam này. Màu cam trăm ngay 90.000, từ 22 đến 25 cái cam nha. Chỉ có màu cam 90.000. Hồng 16 cái hướng này xinh tóc có đơn không. Bộ cam này tầm 22 cái tắt 25 cái này thì màu cam nha. Rồi 90.000 hết cam, 22 đến 25 cái màu cam đẹp nha. Cam này 90.000 nha, 22 cái tắt 25 cái màu cam á, 90. Màu cam đó 90.000 trăm nha. Rồi em là một vàng này, tầm 10 ký tới là 50 ký một vàng bé trai nha, hàng phung lạnh cỡ thao. Nói chung là hàng phung lạnh đây em bán vừa bé trai, bé gái gì mấy chị mặc được hết. Cả nhà mặc cũng được luôn. Tại vì hàng cỡ thao nên mặc kiểu này cũng được, nam nữ mặc được hết nha. Màu vàng cho em nghe, chắc hàng phung lạnh chắc đẹp hàng xịn luôn. Phải đẹp lắm. 10 ký tới là 70 ký cái size, em có 3 size nhí đại bồ. Là cái này mấy chị mặc cặp đó, hai anh em mặc cặp đại hàng, hai cho con mặc cặp cho em thoải mái cho nha. Rồi size nhí 101, size đại 102, size cồ là 130, màu vàng. Rồi là màu vàng, cái chị màu vàng nhé, 10 ký nhất cho tới là 70 ký cái size màu vàng. Màu vàng 10 đến 70 ký cái size mã vàng nha, chị cứ bảo vàng cho nha. Màu vàng khung lạnh thở thao cho nha, màu vàng. Rồi em là màu xanh này. Màu xanh này đẹp quá, size biết tầm 20 ký nhất. Size này 20 ký 22 ký xanh, 20 ký 22 ký bạch đụng nha, cái chị màu xanh này. Ôi đẹp á, xanh nha. Rồi giá 90.000, 20 ký 22 ký màu xanh đang 90.000. Rồi chị chúc mà xanh cho nha, hàng tung giá cá tàu nha, 20 ký 22 ký màu xanh này. Rồi giá kia là cả nhà là giá 90.000 bộ nha. Rồi đẹp quá cả nha. Xanh này 90.000 nha, 20 ký 22 ký màu xanh cho nha 90.000 á, xanh 90.000. Vải đẹp lắm. Rồi em là bộ nâu. Bộ nâu cho em nghe là 10 ký nha, cho tới là 35 ký bộ nâu. À, bộ nâu là khung cô tâm chính phẩm nha. Rồi xét đùi ha, nâu là xét đùi nha, khung cô tâm chính phẩm 10 ký cho tới là 35 ký bộ nâu. Rồi size nhí và size đại nha, nhí 90 và đại 100. Size nhí 90 và size đại 100 giùm em, tầm 10 ký cho tới là 35 ký bộ nâu nha. Rồi 10 đến 35 ký size cho em nhí 90 và đại 100 mã nâu cho em nghe, phải đẹp phải tốt với chị nha. Đẹp xuống lắm. Rồi 90 với 100 cho em nghe, 10 ký nha, cho tới là 35 ký cho em nha. Khung nhà em nghe là hàng khung đẹp mấy chị nha, đẹp xuống lắm, coi chẳng á, khung cô tông chính phẩm hết. Rồi lên mã nâu với màu đen xe này, màu đẹp này, không màu chắc trẻ em luôn, rất là đẹp lắm. 35 ký quay đầu nha, rất là xịn như mấy chị nha, màu nâu. Rồi cam, cam dài, chúc chị Hồng Bi Lê cam dài, 22 ký 25 ký của cam dài. Rồi lên mã nâu cho em nghe, màu nâu có đẹp lắm, màu nâu. Rồi ok thì cam dài một chút chị yêu nha. Rồi em có màu vàng nữa này, màu vàng nè. Màu vàng cho em nghe là giá 90.000 nha, màu vàng cho em nghe này. Ủa cái này 22kg cho tới là 27kg nha, 22 đến 27kg bộ vàng. 22kg tới 27kg size cho em nghe bộ vàng nha cả nhà, bộ vàng 22 đến 27kg bộ vàng. Em còn 2 bộ nha, 22kg 27kg bộ vàng.
Rồi giá là 90 ngàn bộ nha, hàng thun da cá cho em nha. 22 cái tới 27 cái bộ vàng nha, chị cứ bảo vàng cho em nha. Rồi cái form này mấy gái đó cho nhìn mấy chị dễ mặc lắm. Rồi thun da cá tàu nha, cá cho mấy chị dễ mặc lắm. Tầm từ 22 cái tới là 27 cái nha. Màu vàng cho em nha, 22 đến 27 cái cho em. Rồi giá là 90 ngàn một set nha, vải đẹp quá. 90 ngàn bộ cho em nha, vải đẹp chút sắc luôn hết, màu vàng hết 90 ngàn. 22 cái nha, cho tới là 27 cái size màu vàng 90 ngàn luôn. Rồi em có bộ đây là bộ thỏ xanh nè. Thỏ xanh nha, có áo của lỡ không? Bé gái bé trai chị, của mẹ hả? Không có nha em chị ơi. Rồi lên đồ dài 35kg. Rồi lên mẫu nha, đây màu xanh này. Xanh nha, thỏ xanh nha, size tầm bé tầm 12-13kg thỏ xanh này, hàng thun da cá nha chị nha. 12-13kg thỏ xanh cho nha. Rồi bộ đây học tiếp em like có 160 ngàn. Bây giờ xem cả nhà là giá 90 ngàn cho nha. Thỏ xanh cho nha, một bé gái tầm bé 12-13kg thỏ xanh. Thỏ xanh áo của là bé trai em không có hàng chị ơi. 12-13 cái size nha. Rồi là màu xanh cho em nha, thỏ xanh cho em nha. Rồi là mẹ thỏ xanh cho em nha, vải đẹp quá trời luôn. Thỏ xanh cho em nha. Rồi 90 ngàn bộ thỏ xanh này, 90 ngàn. Rồi em là màu đỏ này đẹp đó, đỏ. Rồi là màu đỏ bé gái cho em nha, 15kg 16 cái bộ đỏ này. Bộ đỏ này 15 đến 16 cái bộ đỏ cho em nha. Rồi 90 ngàn bộ đỏ bé gái, 15 đến 16 cái nha. Mấy chị nha, kéo áo cổ cao cho em nha. Còn không thích mấy chị kéo ngắn lại cho em nha, làm cổ đĩa cũng đẹp lắm. Màu đỏ cho em nha, tầm bé 15kg 16 cái bộ đỏ này. Rồi 90 ngàn bộ nha, đỏ bé gái cho em nha, vải đẹp lại tốt. Rồi màu đỏ nha, không phải thun đẹp lắm nha, đỏ. Tầm 15kg 16 cái bộ đỏ nha, 15 16 cái bộ đỏ. Rồi giá là 90 ngàn bộ nha, đỏ là 90 ngàn. Màu vàng. Rồi chốt cho mã vàng cho em bộ vàng á, size của bé tầm từ 18 ký 18 cái bộ vàng. Vàng 18 ấy chị ơi, bộ vàng này. Vàng 18 ký 20 ký bộ vàng nha, 18 ký 20 ký mã vàng cho nha. Rồi bộ đây cũng 8 cho 90 ngàn bộ nha, 18 ký 20 ký. Bộ vàng mấy chị, 18 ký 20 ký màu vàng nha. Rồi giá là 80 ngàn 90 ngàn. Rồi là mã vàng cho em bộ vàng nha, tầm 18 ký 20 ký bộ vàng, giá 90 ngàn bộ vàng 90 ngàn. Màu cam mà chờ cơ hội bị nghèo vô. Rồi cái này màu cam nha, cam này tầm mấy 22 ký 23 ký màu cam. 22 ký 23 ký màu cam nha, 24 ký được nha, 22 ký 24 ký màu cam. Rồi giá cũng là giá 90 ngàn, màu cam là đẹp nè. 22 ký 24 ký màu cam. Vải đây hàng công da cá nha, da cá tàu của chị nha, vải nó tốt lắm. Rồi cái bình thường á, mùa đây là học chú em like nó cao lắm, mùa đây rẻ nè. Vừa tại vì em đang xả kho nên em xem mấy chị đồ lạnh luôn, nó rỉ luôn, để em chị hàng hè á, nên mấy chị đâu có chưa có size, mấy chị tranh thủ chốt đi. Cam tầm từ 22 cái tới 24 cái size cam. Rồi chốt là lên mẫu này em lên cho. Khẩu trang về rồi, chị là chốt khẩu trang không? Khẩu trang mới về đẹp lắm. Nhọc vào cái này coi cái gì, có cái bill gì không, có cái bill lên được không? Chị ơi em có màu xanh này, chị hãy là chúng mình chị lấy màu xanh mũ á, tầm 10 tầm 20 cái size nha. 10 đến 20 cái cho em nghe này. Rồi, 10 đến 20 cái size nha, là màu xanh á, xanh. 10 đến 20 cái cho em bộ này đẹp này cả nha. Rồi bộ này xem cả nhà là giá 90 ngàn luôn, 10 đến 20 cái size nha, màu xanh này.
Màu xanh này xanh mũ cho em nha. Chị lấy bộ ra đẹp lắm chị. Chắc sàn xịn luôn hàng. Bữa like tới 160. 160 mình về sale còn lại có 90 ngàn á. Xanh này. Đồ dài 40kg. Ồ. Dài 40kg để em tìm chị ơi. Cháy hẹn. Trời nó màu xanh nha. Tầm từ 10kg tới là 20kg. Chị lấy bộ ra em. Bộ ra đằng vải đẹp này. Đồ dài mà em. Đâu đưa chị lên. Lên tìm lên. Khẩu trang của bé có mà em chị, khẩu trang của bé có. Cứ 50 cái là giá 50 ngàn. Chị lấy khẩu trang của bé cha bé gái comment cho em nha. Khẩu trang của bé có. Đẹp lắm màu xanh nha. Cái này có size thì không chốt. Xanh 16kg. Ngọc ơi, có cái bill đó được không? Rồi. Ổn không? Chị Trần Hồng Cúc ơi, em chốt với chị bộ đây nha. Chị cọc kẹt chứ em đi đơn được không? Chút đơn bị xả đơn không? Ok chị Trần Hồng Cúc 16kg màu xanh đi em. Bộ màu nhợn nhắc, bộ nhợn này tầm 10kg tới là 34kg nhắc nhợn này. Đây hàng phương hành em còn size bự nè. 41kg size nha, xanh. À, màu đỏ của con hàng á, bữa giờ cũng hết hàng. Cái đấy là tay dài. Ờ tay dài đúng không? 40kg nè. Dạ, cái đây của con đúng chị. Thấy Ngọc ơi, Ngọc đã 40kg này em gọi cho chị đây nè, chị muốn lấy mấy bộ hôm bữa tao đi mua đồ ăn mình bà hỏi đi. Thấy bom mẹ cái bà hỏi mà quên. Bữa giờ đâu? Chụp cái lấy mấy bộ 40kg em Ngọc chị. Lấy chị. Đi đi Ngọc. Bạn Zalo nha Ngọc. Đây chị gửi quá nha. 40kg là phương mạnh đó. Bữa chị hỏi á. Alo. Ờ, để em về báo giá sau chị nha. Tại biết hàng nó ngày mốt cũng có hàng về. Nhưng mà hình như đợt đó nó về nó giá nó rẻ hơn. Cũng một chắc đó luôn, còn một hiệu đó luôn. Nhưng mà đợt này nó giá nó mềm hơn. Thì để em về em báo lại giá chứ. Đồ khẩu trang của mẹ thì hiện tại em cũng đang giảm xuống so với đợt nó trước Tết thì nó đang giảm. Đây á, khẩu trang của bé này. Rồi để em giữ cái bill của chị lên. Rồi ngày mốt hàng về em coi lại cái giá hàng bao nhiêu em báo chị chứ. Rồi nó mã nhện 10kg tới 34kg nhện nhé. Rồi 90 ngàn, 10 đến 34kg bộ nhện nè. Bộ nhện đây chăng nghe 90 ngàn, 10 cái 34kg bộ nhện nhé. Nhện 90 ngàn. Mã đẹp lắm á, bộ nhện nó nhện đỏ hàng trưng bày hàng phun cô tâm. Cái này hàng phun cô tâm 10kg nhé, cho tới là 33-34kg nhé. Rồi là bộ nhện đỏ 10-34kg xanh mã nhện đỏ nhé. Rồi 90 ngàn nhé, nhện đỏ. Rồi 10kg 34kg xanh nhện đỏ 90 ngàn này. Rồi em lên bộ dài tay nè. Màu xanh này. Chị gửi số điện thoại qua cho em rồi Ngọc. Chị ở Quy Nhơn mình. Cái 12 này. Có 13 tầm 35 chứ. Màu xanh nha, 10 đến 35kg cho em nha. Màu xanh này 90 ngàn, nó xanh 90 ngàn. 10 đến 35kg màu xanh nha, chị nhà xanh 90 ngàn. 10 đến 35kg cho em mấy chị em. Rồi nó màu xanh này hàng phun lạnh thở thao cao cấp cho em nha. Màu đen. Ở trước lại tổng trăm mấy ngàn xe còn có 90 ngàn hết. Rồi lấy màu xanh cho nghe 10kg nhé, không lạnh 10kg tới là 35kg xanh. Chị lấy hàng thun lạnh dài tay không? Sale có 90 ngàn thôi. Rồi lấy màu xanh cả nhà, xanh thun lạnh 10kg 34kg. Số 13, số 3 lớn nhất từ số 1 tới số 13 nha. Hàng thun lạnh của Su Chinh Chích cho nghe. Vải đẹp, vải tốt luôn. Rồi xay nha, em sale cả nhà đồng giá là có 90 ngàn một bộ hả. Rồi lấy màu xanh, chị giúp màu xanh nha, 90 ngàn một set cho nghe nha. Rồi. À, tối nay bên em xuất em nghỉ nha cả nhà, tối nay bên em nghỉ ha, em nghỉ tối nay à, sáng mai mới like lại cho mấy chị nha. Rồi chị nào chưa đủ đơn thì sáng mai cho em nha chị nha, chứ còn tối nay em nghỉ thôi. Rồi nó màu xanh, chị lấy chút xanh nữa không? Màu xanh tầm từ 10kg tới 34kg màu xanh này, không lạnh nên hàng đẹp lắm, có 90 ngàn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lúc mấy bộ thì chị phải đi học nên nó điện thoại chị ở đây đấy. Rồi em nghỉ like cả nhà nha. Đúng rồi. Còn hai bộ đó hả? Hai ba bộ thôi, hai ba bộ. Em có lấy mấy bộ rồi gọi hết vào Zalo cho chị rồi chị có lấy bộ nào ship cho chị xin nha. Rồi em nghỉ like nha cả nhà nha. Bye bye cả nhà.